Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì Duy đã chuẩn bị coi như là xong hết rồi các bạn. Đó thì một lát nữa anh Thiện đến nơi cũng như là Duy sẽ bàn giao chiếc xe này cho anh Thiện. Đó thì như các bạn đã biết á, là gần đây Duy có đăng một cái chương trình khuyến mãi ở trên cái kênh Facebook của Duy, đó là chọn dẫn đầu ngưng do dự mua chiếc xe Mercedes-Benz chỉ với là 5 triệu đồng trên một tháng thôi. Đó thì khi mà đi đăng cái thông tin này lên trên cái mạng như vậy, bạn có rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm và Duy cũng đã giao cho cũng như rất là nhiều rồi. Đó thì anh Thiện cũng là một trong những cái vị khách hàng đó. Khi mà thấy cái thông tin Duy đăng lên thì anh Thiện đã liên hệ ngay cho Duy, cũng như là ngày hôm nay là Duy mới có buổi bàn giao xe cho anh Thiện nè. Thì anh Thiện là một cái vị khách hàng chuyên đầu tư cái lĩnh vực là cho thuê xe tự lái các bạn. Và tại sao anh Thiện quyết định chọn cái chương trình này thì một lát nữa khi mà đến nơi gặp anh Thiện, giao xe cho anh Thiện thì Duy sẽ nhờ anh Thiện chia sẻ cho các bạn biết ha, cũng như là cùng Duy giao xe cho anh Thiện luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Mình nhiều. Dạ, em gửi tặng bó hoa ha. Đây rồi. Thiện tặng cho cô ha. Dạ. Dạ. Khoa anh Thiện nhận xe ngày hôm qua là ngay ngày kỷ niệm Mother Day rồi. Rất là cảm ơn anh Thiện ha, bởi vì là anh Thiện đã tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn chiếc xe Mercedes-Benz C180 đó thì phục vụ cho cái công việc của anh. Thì em chúc cho anh ha và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, cũng như là có coi như là mọi cái công việc đều thuận lợi trên chiếc xe C180 này. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Rồi ghê. Dạ. Thì giờ gửi xe đâu ta? Dạ, ở đây, ngoài đây. Cô vậy con mời cô ra nhận xe chung với anh Thiện luôn ha. Thôi hàng em đi. Hàng em đi đi. Em đi thôi. Hôm qua anh Thiện nhận xe là ngay cái ngày, nếu mà ngày hôm qua ngày chủ nhật là ngày Mother Day ha. Cũng vui. Ngày của mẹ. Tại vì qua thì đúng không đúng ngày của em. Với lại chỉ có gọi với mẫu à. Thì hôm nay đúng rồi. Dạ. Thì nhận xe có đúng chừng. Đây em xin phép kẹp cái mic rồi. Dạ ok. Dạ. Tại cũng nhận xe đúng ngày ngọ mà. Giờ cũng là giờ ngọ mà. Ủa bữa rồi là như là anh Thiện dự tính lấy thêm chiếc xe nữa hay sao rồi? Thì em đang nghiên cứu, thì đang nhảy nhắc thị trường coi sao thì ổn, thì chắc khoảng sáng bạn lấy em chiếc nữa. Sáng bạn lấy em chiếc nữa ha. Thì cũng chắc... chọn cái chương trình này luôn. Thì chương trình thì tới chừng nào ta? Em nghe nói tháng 5 mà, tháng 4, tháng 5 mà. Thì nếu mà tại vì anh Thiện đã có một cái khoản booking coi như là khách hàng bên đây rồi. Đó cũng như là đã chọn cái chương trình cho chiếc xe C180 này rồi, thì được. Nếu mà anh Thiện có cái mà dự tính trong tháng 6 á, thì chắc là anh Thiện đặt thêm cái đây, thêm xe nữa đi, em sẽ booking bên em cũng như booking bên chỗ Tiến, bên Tiêu Tăng luôn. Rồi. Để dừng cái khoản giải ngân đó cho anh. Rồi. Tại vì được thì tháng 6 mình hay dừng căn phòng thì con này sẽ em sẽ mở thị trường giúp được con này để cho nó nhấp. Nó nhấp được thì em sẽ đẩy thêm con em e về. Tại vì nhấp trước. Dạ, sẵn đây thì cũng xin nhờ anh Thiện ha, chia sẻ thêm một vài cái thông tin là tại sao anh Thiện chọn cái chiếc xe C180 AMG này, đó làm cái chiếc xe mà anh Thiện kinh doanh, cũng như là tại sao anh Thiện quyết định chọn cái chương trình là chọn dẫn đầu ngưng do dự mua xe Mercedes-Benz chỉ với 5 triệu đồng. Tại vì theo em là theo cái chương trình này đó nó quá hợp lý về tài chính với người kinh doanh như bên em. Đây mà kinh doanh về tự lái thì một tháng nó chỉ trả 5 triệu rưỡi thì nó lại quá hợp về túi tiền, và cái thời gian trả của nó cũng ok, và cái chương trình thì em nghĩ là quá tuyệt vời để những người đầu tư như em. Dạ, nếu mà 5 triệu đồng một tháng mà trả cho chiếc xe C180 AMG này chắc là một ngày là anh đã lấy lại được. Nếu nói là khoảng hai ngày làm lấy được tiền, là tiền tìm cho thuê. Hai ngày là đủ tiền cho một tháng của nó rồi. Coi như hai ngày là đã anh Thiện đã trả đủ cái tiền mà cho thuê cả một tháng rồi đó các bạn. Đúng rồi. Đó thì với lại anh Thiện coi như là bữa rồi là coi như khi mà lấy chiếc xe này hầu như là anh Thiện không bỏ ra đồng nào nữa đúng không? Đúng rồi. Thì em thường hay có chơi một cái đồng bẫy là về kinh tế, là em có xe em sẽ đưa đi ngân hàng và sẽ vay ngược lại đó, và nó sẽ là người trả tiền cho con này.
người trả tiền cho con này luôn. Coi như là anh Thiện mua chiếc xe C180MC này là nhờ một cái chiếc xe kia làm đòn bẩy, chiếc xe của anh Thiện đang đúng có rồi, đúng rồi. Để làm đòn bẩy, coi như là đưa vào ngân hàng để lấy cái khoản tiền vốn thì có và để vào con này luôn. Đúng rồi. Coi như là anh Thiện mua cái chiếc xe C180MC này hầu như là anh Thiện sẽ không bỏ ra đồng nào mà còn dư đúng không? Còn dư là 50. Còn dư 50 triệu luôn. Đó, anh Thiện chỉ cần lấy 500 triệu trong cái chiếc xe kia ra thôi các bạn là đã mua được chiếc xe này rồi và còn đã dư 50 triệu để anh Thiện coi như là xài chơi luôn. Nên là phải sao mà về là phải độ dán lên. Dạ. Đó, hy vọng là với cái chiếc xe C180 AMG này thì anh Thiện sẽ coi như là mau nhanh nhất có thể lấy lại coi như là cả chiếc xe này luôn. Thì em hy vọng là trong tầm khoảng 1 năm là sẽ lấy được cái vốn khoảng bỏ ra nó khoảng 450 triệu. Là khoảng 1 năm sẽ lấy được. Thì theo hy vọng của em thì chơi được hay không? Wow. Dạ, thì nếu mà anh Thiện coi như là lấy nhanh như vậy thì chắc là anh Thiện còn sẽ mua của Duy thêm không phải là một xe nữa mà các bạn còn rất là nhiều xe nữa đúng không anh Thiện? Rất là chắc chắn rồi anh. Hiện tại bây giờ thì anh Thiện có khoảng bao nhiêu đầu xe rồi? Nếu mà em đứng tên thì khoảng 5 nhưng mà em đang quản lý tầm khoảng 25 đầu xe. 25 đầu xe. Dạ, đối với tương lai. Và bây giờ anh Thiện đang chuẩn bị có giống như là chuyển dần sang cái xe sang. Đúng rồi, thì em đang từng bước là cơ cấu là em sẽ chuyển qua dòng xe sang hết. Em kinh doanh xe sang, còn xe cỏ từng bước sẽ cho nó lui về. Sao? Tại vì cái phân khúc xe sang thì nó sẽ khách hàng tiềm năng hơn và nó ổn định hơn về xe cỏ. Về độ giống như là đi lại của khách như thế nào, về diễn bảo dưỡng xe như thế nào. Coi như là nếu mà sắp tới là chắc là anh rút xe cỏ ra luôn. Dạ, thì em chỉ giữ lại cái phân khúc nếu mà tầm khoảng dòng B thôi. Dòng C là với dòng D là em sẽ rút ra luôn. Em chỉ từ dòng B hoặc là dòng xe sang thôi. Là từ pin với dòng mẹt nó sẽ đẩy. Còn pin mẹt được nó đẩy thêm cái dòng khác về nữa. Ok thôi, rất là cảm ơn anh Thiện cũng như là anh Thiện có những cái chia sẻ cũng như là coi như anh Thiện là Duy phải tách khe rất là kỹ rồi các bạn, bởi vì là trong tương lai chắc là anh Thiện mua xe của Duy rất là nhiều. Đó, ok, cảm ơn anh Thiện một lần nữa. Dạ, ok. Dạ, thôi bây giờ em sẽ mời anh Thiện coi như là kéo tấm rèm này ra ha. Dạ. Em sẽ đếm 1, 2, 3 cái anh Thiện kéo tấm rèm của chiếc xe anh Thiện ra nha. Dạ, cái dưới thì cái sao ta? Anh đứng ở đây đi, anh đứng ở đây đi. Rồi. Đó, em sẽ phụ anh kéo nha. Anh Thiện đứng đây đi. 1, 2, 3. Rồi. Ok. Rồi. Chụp hình ha Thiện ha. Dạ ok. Anh Thiện là một vị khách hàng rất là trẻ nha các bạn và còn độc thân luôn nha. Mời rất là giỏi. Dạ. Anh Thiện đứng đây em chụp hình cho. Dạ ok. Để kêu mẹ coi xe, Dạ. Để kêu bà già coi xe. Chắc cô đứng xích xích vô xe. Xích xích vô xe. Cho đẹp. Rồi, 1, 2, 3. Vui lên nha. Cười lên nha cô. 1, 2, 3. Wow. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ đem mình vô nha. Chìa khóa này chắc là anh Thiện biết rồi. Được. Ha. Thì cũng có ba cái nút thôi, nút lock mà nó khóa nè, mở với lại mở, giữ 3 giây thì nó sẽ mở cấp. Đồ kìa. Đó. Ngoài ra thì khi mà anh Thiện mà đậu xe ngoài trời á, có thể là bên trong nhiệt độ nóng, ha, mình có thể hạ cái kính này xuống để cho cái hệ thống nó thoát ra ngoài á. Thì anh Thiện bấm cái nút mở cửa giữ luôn. Nhưng mà với tính năng này anh Thiện đứng trong khoảng tầm 3 mét quay lại thôi chứ không có đứng xa ngoài kia thì được không được. Rồi. Đó. Còn ví dụ khi mà đi ra ngoài mà anh Thiện thấy mà cái cửa của nào là mình chưa có đóng ha. Rồi. Thì mình có thể là bấm cái nút một cái cửa kính nào đó mà chưa có đóng á. Rồi. Thì anh có thể bấm cái nút này giữ luôn, nút khóa giữ luôn. Rồi. Thì nó sẽ cái kính nào nó chưa đóng thì nó sẽ đóng lại cho mình. Rồi. Ok. Vậy thôi.
Đó, ngoài ra thì các chiếc xe của anh Thiện nó có một cái tính năng nữa gọi là tính năng chống trộm. Tính chống trộm có nghĩa là khi mà mình mở cửa thì bình thường nè, anh Thiện thấy là mình mở cửa hết tất cả luôn. Rồi. Nhưng mà với tính năng chống trộm thì mình khi mà mình mở cửa chỉ mở đúng cái cửa tài xế thôi. Còn lại những cái cửa khác còn lại kể cả cốp sau nó vẫn đóng. Rồi. Thì anh Thiện muốn cài cái tính năng đó thì anh Thiện bấm nút khóa và mở khóa giữ luôn. Rồi. Trong vòng 10 giây anh Thiện sẽ thấy cái đèn nó chớp lên nè. Đó, lúc đó thì khi anh Thiện mở thì thấy mấy cửa kia vẫn đóng nè anh Thiện. Đó, nó chỉ mở còn cái cửa tài của mình thôi. Rồi. Đó, thì với cái tính năng này thì nó sẽ an toàn hơn khi mà anh Thiện đi, anh Thiện để đồ, túi sách rồi của anh Thiện bên cạnh ha. Rồi. Còn tính năng trong là cũng tương tự mấy cái kia đúng không ta? Còn muốn trở lại bình thường thì bấm nút giữ lại thì cho nó sẽ trở lại. Cái này ok hơn, được anh cứ lập về luôn đi. À. Thì cho nó dễ hơn. Dạ. Dạ, ok. Ok, thì em mời anh Thiện ra sao nha. Rồi. Đó, thì đây là những cái đồ em... Cái này dây gì ta? Cái dây để anh sạc điện thoại. À. Dạ, sạc điện thoại cho iPhone với là cho Samsung. Rồi, okay. Đây. Cái này thì anh Thiện để giấy tờ ha. Rồi. Để mà. Để giấy tờ xe. Rồi. Đây là cái hộp quà em tặng cho anh Thiện ha. À, rồi. Đây, Thiện về anh Thiện nhớ lấy ra nha. Dạ, rồi, ok. Rồi. Đây là những cái đồ dùng theo xe thôi. Nhưng mà không có bánh phụ đúng ta? Dạ, sẽ không có bánh xe dự phòng. Nó có một cái giỏ để anh Thiện để đồ ở đây. À. Đó. À, còn lại thôi. Ở đây thì có thể gặp được ghế nè, anh Thiện biết rồi đúng không? Dạ luôn. Rồi. Đó, mình đóng lại bằng tay. Cái nắp xăng thì ở trong nó cũng không có na nút mở xăng. Ủa mà mọi khi anh Thiện đi giao xe cho có cần phải hướng dẫn cho khách không ta? Nếu mà nói là cái bên em là tài xế nó sẽ hỗ trợ khách, là khách không biết gì sẽ chỉ sơ bộ cho khách, còn nếu mà khách chạy mà có vấn đề gì chặt sẽ điện về thì em sẽ chỉ bằng video call. Ha. Thì... chắc là em sẽ hướng dẫn cho anh Thiện cũng kỹ xíu đi. Ok. Để khi còn hướng dẫn cho mấy không có mày phải điện anh nữa. Không, cứ gọi cho Di. Rồi. Cái nắp xăng này thì nó sẽ không có cái nút nào để mở nắp xăng hết. Dạ. Đó, chẳng hạn mình phải ấn là mình mở lóc mình lấn. Dạ, cái nó lóc cùng với cái cửa mình lóc thì cái nắp xăng lóc luôn. Dạ. Còn cái cửa anh Thiện bấm mở thì nó sẽ bấm vào đây nó sẽ mở. Rồi, ok. Dạ, đổ xăng là bên này bao nhiêu lít ta? Bình này á, bình này anh đổ khoảng tầm 60 lít trên 6 lít dự trữ. 60 lít. Rồi. Rồi, như trung gần 70. Rồi, thì okay. Giống như mấy chắc em nghĩ chắc những cái phân khúc xe như thế này nó cũng sẽ giống nhau đúng không? Rồi. Thì bên em thì mấy cái dòng xe kia cũng khoảng tầm là 70 đến 75 tùy chục 75. Rồi mấy xe cỏ thì tầm khoảng 40 đến 45. Dạ. Thì khi mà đạp thắng thì gạt xuống là D là chạy tới nè, lùi R là gạt lên nè. Rồi. Còn khi mà anh Thiện bấm vào đây là đậu xe. Đó thì cái xe của mình về cái hệ thống thắng tay nó cũng sẽ tự động luôn. Khi mà anh Thiện đóng hết các cửa rồi thì khi mà mình vào số D nó tự động nó xả thắng tay. Tự động xả thắng tay nó chạy thôi, còn đi xuống xe nó cũng tự động nó khóa thắng tay. Rồi. Cũng không cần phải nhớ là bật thắng tay hay là khóa thắng tay nữa. Rồi. Dạ. À, còn đèn thì cũng tự động luôn anh Thiện ha. Mình cứ để chế độ đèn ở chế độ auto. Auto. À, anh Thiện xe về auto đi em. Rồi. Đó, auto. Rồi là cứ thế mà chạy thôi. Rồi. Chạy từ tháng này qua tháng nọ luôn cũng được. Đó. Khi xuống hầm cũng động tự động nó bật đèn lên này nọ hết rồi. Rồi. Ha. Ok. Đó. Đó. Về chức năng này cũng giống tự mấy kia hết ta. Dạ. Về chức năng thì hầu như chắc là anh Thiện nhìn vào anh Thiện cũng sẽ biết, tại vì anh Thiện cũng có rất là nhiều xe, cũng nhiều dòng xe rồi. Yeah. Đó, anh Thiện nhìn vô nè, hầu như là những cái ký hiệu này nó sẽ giống nhau hết. Yeah. Độ hai bên nè, anh Thiện chỉnh nè, độ lớn nhỏ hai bên, khu vực này chỉnh máy lạnh nè. Yeah. Đó, rồi hướng gió, rồi quạt gió, cấp độ gió nè, auto của máy lạnh. Yeah. Sửa kính, rồi đó, gió. Yeah. Trong, gió ngoài này nọ, hầu như nó giống nhau hết rồi. Đây không có sạc không dây đúng không anh? Dạ, không có sạc không dây, anh Thiện sạc giùm em ở trong này. Rồi, đúng đi. Dạ, không kết nối với Apple CarPlay trong này luôn. Rồi, ok. Chế độ lái của xe thì nó sẽ ở đây nè anh Thiện ha. Dạ. Đó, bình thường thì xe của mình mặc định là chế độ lái Comfort. Còn nhiều khi mà tùy theo cái nhu cầu mình lái thì mình có thể là chỉnh ở đây. Đó, thể thao hoặc là thể thao trọng nó sẽ hiện lên trên này hết. Rồi, ok. Tính giờ từ khi đặt cọc mua chiếc xe về là đầu tiên lên xe. Mà bữa giờ có khách hàng hỏi anh Thiện xe này chưa? Bên em bữa giờ là tại vì khách cũng hỏi mấy lần rồi, là hỏi bên em là có mẹ hay không. À. Thì em nói là chắc khoảng là đầu tháng 5 thì mới về. Thì bữa giờ cũng nói chung là xe về là ngày mai ta có khách rồi.
Đặt khách đã đặt đấy. Xe mà là nó có vài triệu đặt và đi liền mà. Wow. Xe mới luôn chắc đại đảo ha. Dạ. Cảm giác là được chiếc xe mới chạy đảo. Thì bên em có vài khách hàng là kiểu như là luôn luôn thích bốc tem xe mới. Là cái xe nào mới về là liên hệ em trước là sẽ đặt trước. Có khi là em có một chiếc là Sorento là vừa mới về. Dạ. Xong bây giờ là khách hàng là lấy chạy luôn. Và đến hiện tại là ký tháng và còn kêu là xe chạy rất ngon và biển số là ok nên đi kia em bán lại. Vậy hả? Trời, thuê xe người ta kêu tao bán lại luôn hả? Thì nói giờ vậy? Là xe em giờ mua bữa gì bán được bao nhiêu được thì chị mua luôn. Tại vì xe em làm ăn được thì đó. Nên là em có đồng khách vài khách hàng như thế là cứ thuê xe xong cái yêu cầu mà có bán xe em bán luôn. Chắc là chị đó là khách hàng mới của anh Thiện đúng không? Khách hàng cũng lần đầu tiên làm việc nhưng mà làm việc xong thì lại thân quen rồi từ từng bước là nói chung là chắc là sách cái cách làm việc của anh. Dạ, với lại xe cộ thì bên em là được cái ưu tiên là xe luôn luôn giao khách là phải sạch. Dạ. Luôn luôn phải sạch và coi những chiếc xe của mình coi là xe của người ta là bước lên là như là không phải là xe thuê mà là xe của chính bản thân họ. Tại vì khi mà chiếc xe mà nó sạch sẽ như thế này nè, khi mà mình lên chiếc xe mình cảm thấy nó thoải mái lắm. Đúng không anh? Đúng rồi. Rồi. Dạ. Sao cũng như là cái đó mình tôn trọng khách hàng đó đúng không? Đúng rồi. Ha. Tại vì em muốn làm cái gọi là xe mà đang từng bước muốn đi dẫn đầu vấn đề là cho thuê xe mà theo dạng là tính bằng sao. Quay cũng giống như sao thì của bên là khách sạn thì em sẽ là đánh giá sao trên đây. Trên xe là xe lúc nào cũng phải là sạch sẽ, thơm tho và luôn luôn là mới nhất có thể cho khách. Là khách hàng coi dưới xe đâu như xe của họ chứ không phải là xe quen. Rất là hay luôn á. Dạ. Bữa rồi thì Duy cũng có tới nhà anh Thiện ở bạn. Nhà anh Thiện thì cái sân đậu được coi như là chục xe anh Thiện hả? Dạ anh, chục anh. Đó, được cả chục xe luôn các bạn. Và Duy thấy tới thì thấy mấy anh đang vệ sinh xe rất là kỹ luôn. Ở nhà thì có đầy đủ những cái thiết bị để vệ sinh xe, máy rửa xe, hút bụi đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn. Mà mấy anh em làm kỹ cực kỳ luôn. Tại tháng 6 em thấy chưa văn phòng một cái detailing riêng của tụi em luôn mà. Là vừa chăm sóc xe cho khách và vừa chăm sóc xe của xe của em tụi em. Dạ. Vì là 11 là anh Thiện gom hết luôn rồi. Thì cái nồi liên quan về xe thì dám làm. Kể cả là thu mua xe luôn đúng không? Dạ. Thì em cũng đang liên kết với anh em là chắc mở cái kênh là buôn bán xe cũ nữa. À. Dạ. Dạ thì các bạn nào mà có muốn thuê xe của anh Thiện ha thì cứ liên hệ với anh Thiện ha anh Thiện. Dạ. Để số điện thoại của anh luôn được không? Thì ok anh, thì em có số hotline của bên em mà. À, cái số hotline của anh Thiện ha. Dạ. Dạ, Duy sẽ để số hotline của anh Thiện luôn. Các bạn nào mà muốn thuê xe Mercedes-Benz hoặc là thuê những cái dòng xe khác ha, các bạn có thể là liên hệ qua anh Thiện. Đó, anh Thiện cũng sẽ có cái giá đặc biệt. Đúng rồi, có sẽ có discount riêng. Dạ. Đập bát rồi anh Duy. Nhưng mà nếu mà sau 2 chắc anh làm xe màu trắng nữa thế hả? Tùy khách hàng. Dạ. Có khách hàng là cần màu đỏ, có khách hàng màu trắng nên là cũng phải tùy về con giáp thị trường như thế nào, có khách hàng yêu cầu khách hàng như thế nào. Đỏ và trắng thì đều là 62 ok. Rồi ok. Dạ. Với bữa giờ đang dịch của anh cũng sợ. Dạ. Cái 200 thì em sẽ có một chiếc trong này. Em thấy như này có chiếc đẹp không? Ở đó có một chiếc rồi, nhưng mà chắc mình coi chiếc ở trong này đi. Rồi, ok. Chiếc đó có mẹ. Mau. Bữa em có khách hàng á, mà họ muốn mua hỏi để mà thuê cái chiếc xe S mà làm xe cưới á. Mà một ngày tới mười mấy triệu luôn á. Không phải một ngày là mấy tiếng à. Đâu tới mười mấy triệu ta? 11, 12 triệu gì đó. Không tới. Tại em ghi đây thì nếu mà mẹ S400 thì S450 chứ tầm khoảng 8 triệu. 8 triệu không? Dạ. Kể cả Boxer hay là Lambo có thôi. Lambo có luôn. Dạ. Thì Lambo thì nó hơi mắc chút khoảng gần 2.000 mấy một 4 tiếng. 4 tiếng. 4 tiếng 4 tiếng 50 cây là khoảng 2.000 mấy đô. Là đi trong thành phố thôi chứ. Đi trong nội thành, còn đi ngoài thành thì nó sẽ khác. À. Còn nếu mà gì Boxer thì khoảng 1.000 mấy. À Boxer khoảng 1.000 mấy. Dạ. Panamera. À, Panamera. Còn Mercedes, Mercedes thì nó sẽ giá nó khác. Mercedes khoảng tầm 8 triệu, 9 triệu hả? Thôi tôi mấy triệu đó. Mấy triệu hơi cao. Thì chắc là chắc đi chắc nghĩ chắc giờ cao xe, hơn. Chiếc xe đó cái biển số đẹp hay sao? Nếu biển số đẹp coi chừng là biển số 57. Đúng rồi. 57 đâu biết. À, cũng cho thuê xe dạ, đó. Thì bên đó là ông anh nói là tất cả biển số đẹp như 57 hoặc là con C300 351. Đúng rồi. Là bên đó thì tại có bên đẹp thì nó sẽ giá hơi cao một chút. Biển số đẹp mắc hơn đúng không? Dạ, đúng rồi. Em hỏi hình như anh báo là một khoảng 11 triệu. Đúng rồi. Coi cái xe E này coi.
chắc là cô cho tôi xem cái trong nội thất này. Chiếc xe em đây lái ta chỉ ngồi thôi mà. Dạ. Dạ. Ta đọc. Ta đã có lái rồi ngồi trước kia. Ngồi ấy, ngồi ghế này nè. Ngồi ghế phụ á con. Sao thì thường. Dạ. Chứ nào đi với em thì mới ngồi trước, còn đi với nhà thì là em là tài xế. À. Chở mẹ nhỏ em gái nữa. Dạ. Bé kia 3 tháng nữa nó mới lấy bằng. Dạ. Tại vì chưa lấy bằng. Lúc đó con mua thêm chiếc nữa. Nó thì ba nó mua xe mới Mazda để lại cho nó đó. Dạ. Rồi. Đi đi con, đi còn đi qua nội. Qua nội nè. Mình hồi bệnh rồi để gì xem mời được cái bắp nha. Dạ có gì anh em mình cứ liên hệ. Ok anh. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn anh Thiện. Vừa rồi thì Di đã giao xe cho anh Thiện và cô xong rồi các bạn. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì là đã theo dõi hết cái video này. Đó thì cái buổi giao xe của Di là cũng đơn giản như vậy thôi các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là muốn biết về những cái chương trình khuyến mãi thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.